Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của An Phát Computer. Hey, từ từ bình tĩnh nhé. Sau lưng mình không phải là một cái TV đâu. Đây là một mẫu màn hình dùng để chơi game. Đúng nghĩa luôn. Đây là một mẫu màn hình chơi game 43 inch. Thì cái mẫu màn hình này mình chắc chắn một điều luôn, kể cả bây giờ các bạn sở hữu RTX 2080 Ti cũng chưa chắc đã tận dụng được hết cái mẫu màn hình này đâu. Tại sao mình lại nói vậy? Hãy cùng mình tìm hiểu ở trong video ngày hôm nay. Rồi, đầu tiên thì mình sẽ nói sơ qua một chút về cái ý mình vừa bảo ấy. Thì như các bạn có thể biết ở đấy, nếu mà để chơi game cho độ phân giải Full HD Max Setting tất cả các tựa game thì online, offline thì chúng ta phải sử dụng RTX 2060, 2060 Super chẳng hạn, đúng không? Sang đến 2070 thì chúng ta có thể chơi tựa game 2K. Còn cao hơn nữa, chơi game 4K chắc chắn là phải RTX 2080 Ti rồi. Tuy nhiên, đây là câu chuyện các bạn có thể chơi trên độ phân giải 4K thôi, còn bao nhiêu FPS nó mới là vấn đề. Thì cái mẫu màn hình 43 inch hơi to đằng sau lưng mình đây là một màn hình có độ phân giải 4K và 144Hz. 4K 144Hz. Vì thế khi mình test thử cái mẫu màn hình này, mình chơi các tựa game online nhẹ nhàng như kiểu là CS:GO này, Dota này, Liên Minh Huyền Thoại này và một số các tựa game online nhẹ nhàng ấy, thì mình hoàn toàn có thể chơi được 4K và trên 144fps một cách bình thường. Tuy nhiên, khi mình chuyển sang các tựa game offline thì mình phải nói thật đấy là cái mẫu màn hình này ấy nó tương lai quá ấy, mà RTX 2080 Ti nó chỉ kiểu loanh quanh mức từ 60 đến 70fps thôi. Thì nếu như mình muốn chơi được trên độ phân giải 4K và 144fps, chắc chắn một điều mình sẽ phải hạ độ phân giải của game xuống. Thế nên mình nghĩ đây là cái mẫu màn hình dành cho tương lai, khi mà cấu hình nó mạnh hơn một chút, khoảng 1 hoặc 2 năm nữa. Chứ còn hiện tại thì mình thấy cái này nó kiểu nó hơi mạnh mẽ quá mức. Như mình đã nói từ đầu video rồi, đây là một mẫu màn hình có kích thước 43 inch, độ phân giải là 4K và tần số quét lên đến 144Hz. Wow, hấp dẫn đúng không? Về độ phủ màu của mẫu màn hình này đạt 90% giải màu DCI-B3 và 100% giải màu sRGB. Tức là các bạn hoàn toàn có thể lựa chọn cái mẫu màn hình này để giải trí thông thường hoặc có thể làm đồ họa nếu như các bạn muốn làm đồ họa trên mẫu màn hình có to như này. Và ngoài ra còn hỗ trợ công nghệ HDR nữa, tức là các bạn có thể xem các bộ phim này hay chơi các tựa game hỗ trợ HDR một cách hoàn toàn ổn thỏa và mượt mà. Cùng với đó là công nghệ G-Sync. Đây, nhỏ nhỏ này không biết các bạn có nhìn thấy không, nhưng ở đây, đây là công nghệ G-Sync. Thì công nghệ này sẽ giúp cho đồng bộ được tần số quét của màn hình lẫn cái trải nghiệm game ấy, nó mang lại mượt mà các bạn không sợ xé hình. Mà thật ra thì game 4K 144fps chắc các bạn phải chơi, phải đợi cấu hình khoảng 1-2 năm nữa, lúc đấy thì G-Sync nó phát huy hiệu quả một cách tối đa nhất. Cùng với đó là công nghệ âm thanh Sonic Master thần thánh mà các bạn có thể thấy được trên bất kỳ sản phẩm nào của Asus. Và mình check ở trên trang chủ thì bộ loa của cái mẫu màn hình này đạt 100W. Nghe có vẻ là hơi to đấy nhỉ. Có lẽ các bạn sẽ không cần phải mua bộ loa rời và để đây, mua cái mẫu màn hình này về và có thể sử dụng. Rồi, thì chuyển đến mặt sau ấy thì các bạn có thể thấy được đó là như là cái phần mình để mình miêu tả cho nó giống như là một cục hologram ấy, để nó chiếu cái phần LED xuống. Thì nếu như các bạn nếu mà thích ấy thì hoàn toàn có thể để, còn nếu không thích thì có thể cất đi. Nhưng mình thấy thì vẫn nên để vì người ta đã thiết kế như vậy rồi thì chúng ta phải sử dụng, đúng không? Rồi, thì mình sẽ chuyển sang cái phần cổng kết nối. Thì cổng kết nối trên mẫu màn hình này rất đầy đặn. Và các bạn sẽ có một cổng USB vào, hai cổng USB ra, cổng mic và tai nghe, cùng với đó cổng HDMI. Còn ở cạnh dưới chúng ta sẽ vẫn có thêm một cổng HDMI nữa, hai cổng thì đúng hơn, và hai cổng DisplayPort. Và bộ nguồn theo cái mẫu màn hình này cũng rất lớn. Bộ nguồn của nó đạt hơn 130W. Tức là đây bộ nguồn nó gần ngang của mẫu laptop rồi. Tổng kết lại thì mình thấy đây là mẫu màn hình nó phù hợp đối với những bạn đang cần tìm mua cho bản thân mình một sản phẩm để có thể trải nghiệm được game một cách từ xa. Ví dụ như các bạn chơi các tựa game đua xe bằng các cái bộ ghế đua xe bán bên mình, hoặc cụ thể hơn là chơi các tựa game trên console, ngồi ghế sofa, ngửa người, thư giãn và chơi game. Rồi, thì đường link tất cả các sản phẩm của Asus mình sẽ để ngay dưới phần mô tả video để các bạn có thể click vào. Đừng quên bấm like, share và subscribe kênh YouTube của An Phát Computer để không bỏ lỡ những video clip của chúng mình tương lai. Hẹn gặp lại các bạn ở trong những video sau.